mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái Thứ Lâm Đào, để cùng xem Thứ Lâm Đào ở giai đoạn 79, 7X thì nó ok hay không. Thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm bằng cái ad của anh Amphay ở bên server S3. Anh em cũng biết là Thứ Lâm Đào, cô thấy cái chiêu số 4 nó đã lắm anh em. Khi mà chúng ta chơi được cái chiêu số 4 này, ổn mà sao tự nhiên mới vô mà mình đẩy nguyên một đám kia nó về được người ta. Kìa vậy? Ngồi vậy? Hay ảo nha, đúng không anh em? Hay ảo nồi. Đây, bắt đầu anh đường môn này nọ, cái kiểu dứt liền, dứt liền, dứt liền. Thiếu Lâm càng về sau nó càng trâu. Và chiêu 8X của nó thì nó được tăng đam, tăng lực tay, tăng thu nhỏ sát thương, tăng trâu nữa anh em, ngon lành. Cái chiêu số 2 của Thiếu Lâm Đao, chúng ta sẽ được thu nhỏ sát thương. Cái chiêu số 1 là chúng ta sẽ được khống chế đối phương. Chiêu số 4 là chúng ta chơi xong rồi chúng ta đánh thường hoặc là chơi chiêu gì đó, nó sẽ tẻ ra thêm một lần nữa. Rất là thích hợp khi mà chúng ta đi đẩy thêm một đường thẳng, nó mạnh lắm. Bắt đầu là có nhiều anh em ở bên phe kim nó đang chặn cổng mình rất là dữ dội. Búp lên cái chiêu số 2 chúng ta sẽ rất là trâu nha mọi người, rất là trâu. Nếu mà tăng full thì nó còn trâu ác nữa. Con Thiên Dương nó hơn con Thiếu Lâm của chúng ta ở chỗ Thiên Dương Trì, nó có được cái bức tử liên tục. Mà nếu như ông nào Thiên Dương Trì mà ông ấy mà bị nhỏ, nó không búp lên bức tử thì ông đó là sẽ lên đường. Còn ông nào mà theo dạng mà ổng búp lên liên tục là ổng chặn cổng cực kỳ ghê. Chúng ta cứ đứng phía sau mà đánh lên thôi. Ây da, Công Lôn thì nó có cái chiêu khống chế rất là dữ dội, cái chiêu số 4. Bật tịch chung của Công Lôn Đao thì nó sẽ giúp cho Công Lôn Đao được thu nhỏ sát thương lên tới 200% bởi cái chiêu đó chính là Lưỡng Nghi Chân Khí. Và nó đẩy đối phương ra trước một cái, rồi sau đó là nó bắt đầu là nó trâu vái nồi luôn. Rất là ngon từ vị trí của môn phái Công Lôn Đao. Chúng ta chỉ cần đứng sau chơi chiêu, anh em thấy là chém một nhát một cái chiêu số 4 là trời, ta nói là đâm to với chưởng luôn, phải nồi luôn anh em. Ây da, đang có anh nào hình như là có Cung Lâm Đao nó hút mình vô hay sao, à quên anh em. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta chơi, mở lên chúng ta mới biết được ai là ai đúng không, không mở lên thì sao được. Mấy ông Thiên Dương bên kia là ổng cứ chặn cổng, nhờ cái bức tử là ổng chặn cổng mình. Anh em thấy không, đứng chùm chùm lại mình chơi chiêu số 4 sau đó đánh thường liên tục luôn á, ngon lắm, cái chưởng ra liên tục luôn á. Mà trưởng theo đường thẳng nữa, vậy là ok, rất là ok luôn mọi người. Mấy ông Thiên Dương này hơn mình được cái mấy ông được bức tử thôi, thật sự luôn. Ăn được người ta ở trong quần chiến là nhờ cái bức tử của Thiên Dương, quá khủng khiếp. Gặp ông Thiên Dương nào mà ổng build tốt về đam với lại một... nói chung là build tốt về đam thì thật sự là chặn cực kỳ ghê. Chống đỡ liên hồi từ vị trí của anh Thiên Dương này luôn nè, ghê vậy trời. Trời ơi, vãi trưởng, nhưng mà cũng chết thôi. Hết máu cũng chết nè, đúng không? Cỡ nào cũng chết. Chúng ta cứ đứng ngay một cái vị trí nào đó, chúng ta xả chiêu. Con Thiếu Lâm này đứng xả chiêu như vậy là rất là ngon. Chỉ là nó đánh theo đường thẳng thôi anh em, nó không có thể núp góc thôi, chứ đứng xả chiêu theo đường thẳng ngon vãi nồi luôn á. Chiêu rộng đánh sướng lắm. Nó hút người vô nhờ cái chiêu số 1 đánh vô. Có chiêu số 2 để cho chúng ta giảm đam. Thằng Công Lôn kia là nó được cái Lưỡng Nghi Chân Khí rồi. Có một anh Cung Lôn Kiếm này, này chạy liền từ vị trí của Cung Lôn Kiếm liền. Cái này mà anh em nào mà chơi theo dạng mà gì điều hướng á, thì cái chiêu đánh thường của chúng ta sẽ đánh nó ok hơn, nó không như cua. Cua đánh thì còn hơi bị cua bắp, tại vì cua phải focus vào mục tiêu. Nếu như mà anh em nào mà chơi theo dạng mà anh em định hướng á, thì lúc mà chúng ta chơi chiêu 4 chúng ta cứ đánh thẳng này, cứ đánh theo đường thẳng là chúng ta sẽ tẻ cái chiêu số 4 này. Lúc này những đối phương phía sau cái người mà chúng ta đang đánh sẽ bị chịu rất là nhiều sát thương. Anh em thấy không? Chiêu số 4 là tẻ ra kinh lắm, ngon lắm luôn á anh em. Mấy cái trận tống kim thì anh em cũng biết là cua ít khi nào mà cua đi farm clone lắm. Cua sẽ chặn những anh em nào mà đang chặn cổng bên phe mình. Cua sẽ giết những anh em đó cho anh em xem. Những cái người này khi mà họ tấn công vào cái phe của tôi thì họ sẽ phải trả giá, cái kiểu đâu có đơn giản đâu mà chặn cổng mấy ông, dẫn hoài mấy ông. Đây, 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 dứt, dứt, dứt liền, chạy liền. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta di chuyển qua cái đường chính diện. Nhiều anh em trong cái dịch vụ chain của cua thì anh em thấy là cua thường cầm ạc của họ để đi tống kim. Để chủ yếu là cua sẽ test xem cái ạc của họ hiện tại là có build ổn hay không trong server.
Nên là anh em sẽ được cô làm video, làm chủ yếu là làm kỷ niệm và test xem cả cô anh em như thế nào. Anh em có thể tự nhận định và anh em build đồ thêm. Nếu như ví dụ trong cái trận đấu ngày hôm nay anh Nam về anh thấy cả của anh lên chí mạng thấp quá thì chắc chắn là anh sẽ bổ sung thêm chí mạng, ví dụ vậy. Đó, cho anh em có được một cái trải nghiệm thực tế khi mà cô cầm mạng của anh em. Rồi, vô đây mua máu thôi. Đây, hiện tại là cua đang có cái dịch vụ cấm chen 24/24 và dịch vụ cấm chen 24/24 cộng với làm full hoạt động. Anh em nào mà không có thời gian, nhất là những anh em nào đang ở nước ngoài á, không có thời gian cấm chen hay làm nhiệm vụ hoặc là trái giờ, trái múi giờ, anh em có thể liên hệ vô Zalo cho cua. Zalo xin của cua 0946496490. Vào cái dịch vụ của cô sẽ build ạc cơ bản trong lúc ban đầu anh em. Và build ạc lúc đó là miễn phí tại vì anh em tham gia dịch vụ của mình rồi. Thì dịch vụ của mình là không có build ạc, nhưng mà cua theo tâm huyết của mình, khi mà anh em sử dụng dịch vụ treo ạc của cua thì cua build theo cái tâm huyết của mình để cho anh em có hứng anh em chơi. Đó, chứ cua đúng ra là cua build cua lấy phí á, nhưng mà thôi anh em vô dịch vụ của mình, dịch vụ cấm chen của mình thì cua không có lấy phí, như vậy cho nó dễ dàng hơn. Để cho có một cái gì đó mà hỗ trợ anh em, đúng không? Rồi sau đó là cô sẽ chia sẻ cách build đồ cho anh em. Anh em cảm thấy ok anh em làm theo, chơi một thời gian anh em thấy là cái cách của anh em hay hơn của cô thì anh em cứ chơi theo cách của anh em. Như vậy là anh em có được một cái trải nghiệm game nó tốt hơn. Cô muốn là như vậy để cho anh em có thể là trải nghiệm game nó tốt hơn. Bây giờ là chúng ta có một cái chiêu hút vô. Cái chiêu số 1 nhiều anh em sẽ không tận dụng nha, nhưng mà chiêu số 1 thực sự là ngon đó anh em, không có phải là cua bắp đâu. Rồi còn anh em nào không có ở trong dịch vụ cấm chen của cô thì anh em có thể là nhắn tin vô Zalo cho cô, chuẩn bị trước 8k vàng với lại 4k kim long đi để cô vào hoạt anh em, biêu hoạt anh em. Mình biêu hoạt lấy phí nha anh em. Nhiều anh em bữa giờ nhắn tin vô mình là cô ơi, cô biêu hoạt miễn phí à cô, sao cô trên YouTube cô nói miễn phí mà giờ cô lấy phí đồ này nọ. Không, mình miễn phí đối với những anh em nào tham gia dịch vụ treo hoạt thôi, còn lấy phí đối với những anh em còn lại. Nên là cái build ạc của cô á là mình build cho anh em để cho anh em sai chỗ nào mình build chỗ đó. Mình chưa vào ạc của anh em, mình không biết anh em sai chỗ nào, mình vào ạc mình mới biết được. Đó là khi mà mình nhận tiền của anh em rồi, mình sẽ vào ạc, mình sẽ build cho anh em. Ví dụ anh em đang bị thiếu bet đúng không? Mình phải bỏ vàng ra mình mua bet cho anh em, chứ đâu có làm gì để có bet đâu anh em. Phải quay bet đồ này nọ cái kiểu chứ, đúng không? Anh em bị thọt cường quá, mình cường quá cho anh em, thọt tinh chú mình cũng phải tinh chú cho anh em, thọt mấy cái món đồ ví dụ đá khảm đồ này nọ cần phải tốn kim long mua, cần có kim long. Bởi vậy là cô mới nói với anh em là anh em tích tầm khoảng 4k vàng, 4k kim long với lại 8k vàng là vậy, chứ đâu phải là khơi khơi đâu, mình nói tầm bậy tầm bạ cái số điều kiện như vậy để cho anh em tích, đúng không? Lúc nào cũng có cái giá đó và cái một cái sự mà kinh nghiệm của mình khi mình build nhiều ạc là như vậy. Đó, anh em cứ tích lại đi rồi nhắn tin vô Zalo cho cô. Ai da, chạy xích về thôi. Anh em thấy là mình không có giết được nhiều người, tại cô không có farm clone. Mình canh mình đánh những cái anh mà ảnh chặn cổng bên phe mình thôi. Chủ yếu là đa phần bây giờ là chặn cổng là mấy ông chơi thiên dương rồi này nọ chặn cổng thôi. Còn nếu như muốn farm clone, tôi farm clone với ạc à. Nhưng mà cô không thích là vậy, làm như vậy thì nó không có hay đúng không? Tối ngày đánh clone hoài có đâu hay đâu. Chủ yếu cho anh em coi những cái ạc này khi mà đánh với những người khác nó có vô đam hay không, nó có ok không, có làm khó chịu cho người ta hay không. Chủ yếu là những anh em là thường coi video của cô á là anh em muốn là cô làm cho những người khác phe bên kia khó chịu cái kiểu người ta bị em ta chửi đâu cái kiểu đó, không vậy nó mới vui chứ. Chứ mà đánh chặn clone hoài nó cũng không hay lắm, đúng không? Vậy nó cũng không có hấp dẫn. Đây kiếm mấy cái kèo mà mình đứng cho nó chậm như thế này, mình chơi chiêu số 4 mình xả chiêu nó mới sướng nè anh em ơi. Đó, xả chiêu vô đó ơi. Không biết ông nào ông đẩy mấy ông kia xuống dưới lắm ta. Anh em thấy là hiện tại là mình rất là trâu luôn á mọi người. Trâu vải luôn á. Bây giờ đợi thôi, giờ mua máu cái. Mua máu rồi đợi mình chơi chiêu số 4 đánh cái dàn phía sau nè, coi nó đã cái nào. Bụp vô cái. Đó, rồi, chơi chiêu số 4 nè. Rồi, chuẩn vô. Đó, hút vô. Đó, đánh chiêu số 4 mà đánh thường đánh sướng lắm anh em. Sướng vải luôn. Đây à, hên là có được ông cung long kiếm ông hút mình lên không hồi hẹo rồi giết đánh vô cái con thiếu lâm đao này, nó cơ động trên ngựa mà anh em cường quá cho nó đôi dài á, nó chạy lẹ đồ này nọ nè, có ngựa xịn nữa. Anh em đánh cầu kéo các kiểu ngon phết đấy. Cái chiêu của nó đánh theo dạng mà xuyên thấu nữa ngon vải, đúng không? Có chiêu hút vô nè, hút vô có chiêu đánh lan đó, còn có chiêu gì búp lên để cho mình trâu hơn nữa, trời ngon. Con này về sau ngon lắm nha, cái chiêu 8x nó ngon lắm á.
nó giúp cho chúng ta có đam này, giúp cho chúng ta có được cái giảm sát thương nhận vào, thu nhỏ sát thương đó, ngon vãi luôn ấy. Kênh đường môn nè, đường môn lướt tầm bậy tầm bạ giết ổng liền. Ngũ hành cực quá là đóng vai trò rất là quan trọng trong game này, thật sự rất là ghê gớm luôn. Chúng ta nếu như anh em nào mà chơi theo dạng mà chơi cái kiểu mà định hướng á, trò chơi với cái này chặt chặt sướng lắm, thật sự rất là sướng luôn. Không chơi kìa, quá cỡ nào cũng chết à. Chạy không chết anh em ơi, giết. Ổng ô vô đường môn cái kiểu kìa, ôi trời, không kịp có chiêu phải nồi, bị ông chơi ghê quá, hết máu rồi, phải đâu có máu rồi cần được. Đây ông Thiên Dương ông chặn cổng tiếp nè, ông chơi ông chặn cổng hoài vậy, ông chơi cứ giết calon hoài vậy, đánh calon hoài hoài rồi mất bét chết. Đây bắt đầu là chúng ta canh những anh nào mà ông nào mà anh em thấy là ổng đứng gần gần cái chiêu số 4 mình lên được, ông lão quậy ông bị nhỏ, ông không có bị ít nha anh em ơi, ông không có chiêu 5x chứ quên, 5x không có bức tử. Ông Thiên Dương này chạy vô tiếp kìa, chơi ăn hôi hay không, ông có chống đỡ không? Ô có ông đường môn đập bơm à, ây da đường môn đập bơm à, đây đường môn đập bơm này, dĩ vô dĩ này thì đập bơm này, đây ông này Thúy Yên đúng không, Thúy Yên này hút vô này, hai ông đứng chung cục đây. Đấy, rồi, đứng theo đường thẳng đi, rồi dứt ông luôn. Ây da, phơi đấy, đánh là hơi phơi đấy anh em. Ây da, bơm máu liên tục luôn. Mình đánh không có để ý là mình chết đó nha. Cái chiều số 1 của con Thiên kiếm năm to phải đấy. Này thì Thúy Yên, đúng là khi mà mình đánh theo dạng mà đánh vô những anh em nào mà trên võ hàm của chúng ta, đánh không vô đam luôn mọi người. Không vô đam luôn, phải trưởng này. Ông đồng môn kia làm gì đây? Đó anh em thấy là Thiếu Lâm chơi ngon không, chơi vẫn được đấy, tay dài ngoại công ok, bộ chiêu của nó ok luôn. Đây bộ chiêu của nó thì anh em chơi được cái chiêu Quy Thiền Đao nè, sau đó là chúng ta cứ đánh thường, thường thường là chủ động cô sẽ tăng full cái chiêu này, sau đó là sẽ tăng vô cái chiêu đánh thường, bị động cô sẽ tăng vô chiêu này. Thiếu Lâm Đao thì cô sẽ không tăng phản đòn gì cả, tăng full đam cho nó, tăng vô chiêu này, tăng vô chiêu này, tăng cái chiêu này đó, rồi dư điểm là chúng ta tăng chiêu này, rồi tăng chiêu này đúng không, dư điểm là tăng chiêu này để cho chúng ta có được cái thu nhỏ sát thương lên 80 thì cái chiêu của nó tăng sát thương phần trăm, là tấn công phần trăm, tăng tấn công phần trăm nữa nè, tăng chí mạng sát thương, chí mạng quá giải sát thương cực kỳ ngon nha anh em. Hồi nãy mình nói là thu nhỏ sát thương là sai, cái này là quá giải sát thương đó, rất là ngon luôn, cực kỳ ngon. Nãy là mình nói thu nhỏ sát thương là sai, cái khúc này là mới thu nhỏ sát thương nè đó. Đây anh em là về sau thì cần tăng bỏ qua né tránh nhiều thì anh em tăng ở cái gia tộc, kỹ năng gia tộc tăng nhiều vô. Con bé thì anh âm phê anh đang sử dụng là Bảo Ngọc, tăng tấn công miễn sát thương chí mạng, sử dụng cơ quan cự lan, sử dụng người tiếc núi, hai con này là cơ bản luôn mày, nó tăng rất là nhiều. Rồi tiêu bất thật anh ấy sử dụng để tăng thủ công kháng thổ chí mạng. Anh em nào muốn đánh vô né tránh của người ta, hay còn gọi là anh em muốn build cái bộ qua né tránh nhiều á, anh em sử dụng con cơ quan nhân thô, đây sử dụng con này. Nếu như mà anh em có thể tăng được cái viên chí mạng và sát thương chí mạng ở cái nón nè, ở cái bao tay, cái nhẫn hay là cái ngọc bội tăng chí mạng nhiều á, thì lúc này anh em tháo bớt ra ở những con bét mà anh em đảm bảo cái chí mạng của chúng ta cao, lúc này anh em có thể không sử dụng những con chí mạng sát thương chí mạng, thấy không, anh em quăng vô là bỏ qua né đồ này nọ cho nó ok. Anh em thấy là cái hạt này đầu tư khá nhiều và chí mạng, cái lượng chí mạng sát thương chí mạng của anh ấy nè ok phết đấy. Kháng chí mạng anh ấy không build nhiều, anh ấy build nhiều do cái thằng miễn sát thương chí mạng đam 5k4. Anh này hồi trước là môn phái võ đan kiếm đánh sướng lắm, thật cực kỳ sướng luôn. Từ 7x chơi về sau thì mấy con như là con Thiếu Lâm bắt đầu có tiếng nói, tại vì chúng ta sẽ có nhiều điểm để chúng ta tăng, nên là chúng ta sẽ có thể phát huy sức mạnh của nó khá là ok. Theo như anh em Thiếu Lâm nó ok hay không, comment bên dưới chúng ta cùng thảo luận nha. Và cảm ơn anh Am Phê đã cho cô trải nghiệm cả môn phái Thiếu Lâm Đao này. Và hello anh em bằng mà giáo nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha.
Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.